Trước khi vào phim thì anh em đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé. Mở đầu tập 7 với cảnh Ivy đang đuổi theo Sora, không hiểu hôm nay Sora ăn nhầm cái gì mà lại chạy nhanh như vậy. Sora đúng là năng động ghê, có vẻ như Sora đã thay đổi từ lúc chữa thương cho Ciel, chẳng lẽ nó tiến hóa từ việc ăn vết thương. Lúc này cả hai phát hiện một cánh đồng rau bị lợn rừng phá hủy. Con lợn rừng kia phải lớn từng nào mới phá hủy được cái ruộng rau lớn như vậy nhỉ? Chắc con lợn đó phải lớn kinh khủng khiếp lắm. Lúc này có thứ gì đó xuất hiện từ phía sau làm cho Ivy hết cả hồn. Hóa ra đó là Ciel, Ivy liền nhảy vào người Ciel mà cưng nựng nó. Trời cũng tối rồi, Ivy ngồi thưởng thức thịt chuột nướng, đúng là ngon quá mà. Cũng nhờ Ciel đã mang cho một đống thỏ rừng nên giờ mới có thịt để ăn. Sora cũng đang ăn những bình thuốc màu xanh một cách ngon lành. Ngày mai phải dậy sớm để kiểm tra bẫy chuột đã đặt. Lúc này có ai đó đang theo dõi Ivy từ xa. Trời vừa mới sáng Ivy đã đi kiểm tra bẫy, đặt mấy cái bẫy liền thế mà không có con chuột nào. Lúc này Ivy cảm nhận được một sự hiện diện rất đáng sợ, Ivy cứ thế mà bỏ chạy. Không hiểu đó là gì nhưng Ivy cảm thấy ớn lạnh khủng khiếp. Nó cứ đuổi theo Ivy, chạy một hồi Ivy đã đến vách núi rồi, không thể chạy tiếp được nữa. Trong làn gió đó có một bóng người, lúc này Ciel đã xuất hiện, Ciel gầm lên một tiếng vang động cả núi rừng. Cái bóng người đó cũng đột nhiên mà biến mất tiêu luôn. Ivy tiếp tục hành trình của mình, Ciel đã chở Ivy đi lên vách núi, Ivy vẫn đang tự hỏi không biết sự hiện diện lúc này là cái gì nữa. Lúc này có một ai đó đang trèo từ dưới vách núi lên, đó là Ogre, Ciel bỏ Ivy xuống. Nó lao đến tấn công con Ogre đó, cả hai đã cùng nhau rơi xuống dưới vách núi, may mà ở phía dưới là một con sông. Ở phía trên còn cả đám Ogre như vậy nữa, Ivy cùng với Sora bỏ chạy. Sau một hồi chạy sấp mặt lờ thì trước mặt họ lúc này là một khu rừng, kỳ lạ là ở đây toàn là những cái cây đã chết, trên đó còn treo những hình nhân bằng rơm rất đáng sợ. Đám Ogre đã áp sát phía sau lưng rồi, Ivy đành phải chạy sâu vào phía bên trong khu rừng này vậy, hết cách rồi. Lúc này Ivy giẫm phải một cái bẫy, thế là cô bé bị một cái lưới treo lơ lửng trên cây. Đám Ogre đã tiến đến đây rồi, thế này thì chết mất thôi. Đột nhiên có một hỏa cầu thiêu rụi bọn chúng. Một anh chàng xuất hiện tung chiêu hỏa sát diệt sạch đám Ogre đó. Anh ta nói đó là đòn tấn công viêm hỏa của Zalu. Anh ta ngớ người ra khi thấy một đứa trẻ đang nằm trong cái bẫy, nó nóng quá làm cho Ivy chín mất. Một anh chàng cầm cung bắn đứt dây khiến cho Ivy rơi xuống. Tên tóc đỏ đó cũng mau chóng chạy đến mà đỡ lấy Ivy. Hắn tự hỏi, tại sao trẻ con lại ở đây cơ chứ? Lúc này một con Ogre chuẩn bị tấn công họ, hắn ôm Ivy nhảy ra ngoài đám cháy. Hai con Slim êm ái đã đỡ hắn lại không thì ngã sấp mặt rồi. Hóa ra hai con Slim đó là thú cưng của cô gái này. Lúc này xuất hiện thêm vài người nữa, họ đã dễ dàng đánh hạ hết đám Ogre đó. Ivy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thôi thì còn sống là hên lắm rồi. Họ tự giới thiệu, họ là đội thảo phạt. Khu vực này xuất hiện rất nhiều Ogre và bọn họ là đội thảo phạt được phái đến để xử lý chúng. Và cái bẫy lúc này cũng là để bắt bọn Ogre đó. Nhưng tự nhiên tên tóc đỏ đó đã biến khu vực thành biển lửa nên coi như mấy cái bẫy đó cũng vô dụng. Ivy cảm ơn tất cả mọi người vì đã cứu giúp cô. Bọn họ là nhóm mạo hiểm giả tên là Hoa Kiếm. Anh chàng tóc trắng là đội trưởng tên là CZ. Anh chàng bên cạnh là Gnuga. Còn anh chàng này là Zalu, đây là Sifa. Cô gái này là thành viên của nhóm Gió Xanh, cô ấy tên là Mira. Ivy cũng tự giới thiệu bản thân mình. Em là Ivy, hân hạnh được làm quen ạ. Ở chân ngọn đồi này là một doanh trại, họ khá tò mò tại sao Ivy lên ở trên núi này chứ. Đó là bởi vì Ivy đang trên đường từ làng La Tôm đến thị trấn Otowa. Zalu bảo, bọn anh đến từ thị trấn Otowa mà em đang cần đến ấy. Vì quanh đây có rất nhiều quái vật rình rập nên nhóc định đến thị trấn Otowa thì hãy đi cùng với bọn ta. Bảo vệ lữ khách cũng là nhiệm vụ của các mạo hiểm giả mà. Phía trước đó là doanh trại của đội thảo phạt. Ngoài bọn anh thì còn rất nhiều nhóm mạo hiểm giả khác. Lúc này Ivy phát hiện Ciel vẫn đang đi theo mình, thật mừng vì Ciel không sao cả. Nhưng nếu bị phát hiện thì cả Ciel cũng bị thảo phạt mất. Ivy cứ thế ra dấu hiệu cho Ciel trốn đi. Sau một hồi đi bộ thì cuối cùng cũng đến được doanh trại. Doanh trại là nơi các nhóm mạo hiểm giả tập trung nên hơi đông đúc. Xung quanh đây còn giải chất chống quái vật nữa nên không sợ bị tấn công đâu. Đây là lều của Hỏa Kiếm bọn họ. Chỗ bên cạnh còn trống nên Ivy cứ dùng tự nhiên nhé. Bây giờ bọn họ sẽ phải đi họp bàn chiến lược về cuộc thảo phạt sắp tới, nên Ivy hãy ở nhà cùng với Zalu nhé. Hóa ra hôm nay đến phiên Zalu nấu ăn vì thế nên cậu phải ở nhà nấu ăn, nhưng mà Zalu nấu ăn dở khủng khiếp, mặc dù đã cố gắng rất nhiều rồi.
Mọi người toàn phàn nàn đồ anh nấu có vị rất lạ hoặc có mùi tanh. Đến mức bây giờ anh ấy sợ việc nấu ăn luôn rồi. Ivy hỏi, bình thường anh hay nấu món gì ạ? Vì anh ấy có kỹ năng tấn công lửa 3 sao. Nên anh ấy thường làm món nướng, thui, rồi nêm nếm bằng muối và hạt tiêu. Rồi anh ấy ngỏ lời muốn nhờ Ivy phụ anh ấy nấu bữa tối. Ivy nói, vậy thì chúng ta cùng nhau vào bếp thôi nào. Đầu tiên thịt chiên thì xào chung với thảo dược cay đến khi chín vàng, thịt thì cắt miếng vừa ăn rồi chiên sơ, sau đó luộc chung với rau củ được thái và nêm nếm cùng với thảo dược. Đến lúc mọi người đi họp trở về thì trước mặt họ đã có một bữa ăn thịnh soạn. Họ thử một miếng mà mặt ai cũng biểu cảm rất kỳ lạ, làm Ivy tưởng không hợp khẩu vị chứ. Ai ngờ là Ivy nấu ngon quá làm họ chảy cả nước mắt. Đúng là ngon cực kỳ, cả bọn cứ thế cùng nhau ăn như châu bò. Mira lúc này khá bất ngờ vì nhóm hỏa kiếm lại làm được một bữa thịnh soạn như vậy. Cô thử một miếng thì trời ơi, nó ngon kinh người luôn. Không ngờ Ivy lại nấu ăn ngon như vậy đó. Mấy người khác khá khó chịu khi biết tên Zalu để Ivy làm một mình. Ivy bảo, bọn em đã cùng làm đấy ạ, anh Zalu có thể điều chỉnh lửa rất tốt nên em mới làm được như vậy ạ. Zalu lúc này bắn lên trời một hỏa cầu, nó nổ một phát rất đẹp. Ivy bảo nó rất giống với pháo hoa nhỉ. Đột nhiên ý thức kiếp trước bảo, phản ứng của lửa và các nguyên tố kim loại. Ivy nói, nếu có nhiều kim loại hơn thì có thể làm được ngọn lửa đẹp hơn đấy. Mira lấy ra một đống kim loại, đó là phần vỡ của vũ khí và trang bị đấy. Gồm sắt, chì, đồng, thiếc, vân vân và mây mây. Ivy gói mấy kim loại đó vào một cái bọc. Cô nhờ anh Zalu thử bắn gói này lên cao xem. Nó nổ giống hệt pháo hoa luôn, đẹp thực sự luôn đó. Cứ thế là anh ấy bắn liên tục khiến cho cả doanh trại sáng rực lên luôn. Đúng là đẹp quá mà. Ăn uống cũng xong rồi nên đến việc rửa bát thôi. Ivy bảo mọi người hãy để đó cho cô rửa, nhưng đội trưởng lại bảo Ivy hãy nghỉ ngơi trước đi. Ivy nói, mọi người đã cứu em, còn đãi em rất nhiều, xin hãy để em làm ạ. Tên Zalu lúc này lao đến ôm lấy Ivy mà hét lên dễ thương quá, tôi cũng muốn có một đứa em trai như vậy. Trời cũng đã tối rồi, mọi người vào trong lều để chuẩn bị đi ngủ. Ivy mang cho Sora một ít bình thuốc để cậu ấy ăn tối. Hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, hồi đầu Ivy còn sợ nhóm bọn họ chứ. Nhưng may mà họ đều là người tốt hết. Phía bên này mọi người cũng đang bàn tán về Ivy, không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã đi du hành một mình, có vẻ như bị thiếu ăn thiếu uống nên cơ thể Ivy gầy quá. Đội trưởng nói, Ivy quá dự ý, khuôn mặt lúc ta bảo nó nghỉ, rồi cảm xúc phấn khởi khi được nhờ dọn dẹp, như thể nó nghĩ nếu không còn hữu ích thì sẽ bị vứt bỏ vậy. Tập 7 đến đây là hết rồi, hẹn gặp anh em ở tập sau nhé. Phim này sẽ có vào thứ 7 hàng tuần nhé anh em. Nhớ đăng ký kênh và ấn cái chuông bên để có thể xem tập mới sớm nhất có thể ạ. Chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhé hi hi.